Dạ, xin ngài phù hộ độ trì cho con. Dạ, lạy tấu ngài, công ty bơm vá của con đang làm ăn phát đạt thì bỗng dưng mọc thêm một thằng bơm vá nữa, nó cạnh tranh không lành mạnh với con, nó lại ngồi lù lù đối diện với con ở bên kia đường. Dạ, mong ngài phù hộ độ trì cho con. Dạ, đuổi cổ nó đi để con làm ăn. Dạ, có chút tiền vàng để dâng lên các ngài và sau đó là con. Ôi trời ơi, ma. Ui, chết cái gì ma đấy. Ma đâu? Ông ấy. Hả? Cái gì? Ông là ma ấy. Tôi là ma. Vớ vẩn. Thì tại sao là tôi là ma? Thì tôi hỏi ông tự dưng ông sợ ở đâu, ông thọc ở đây hả? Lù lù xuất hiện như thế. Nhìn dưới chân có bóng không? Hả? Chả là ma là gì? Vớ vẩn đấy, đứng ngay cái bạt đấy nó che nắng đâu mà là bóng nó chả hình. Thì tự dưng ở đâu nhảy vào đây làm gì? Tò mò. Dừng làm cái gì mà cứ dúi đầu vào gốc cây rồi khấn vái. Thôi chết. Thế hôm qua có thằng nào đua xe đâm đầu vào đấy chết à? Đúng rồi. Chết đi. Chỗ người ta làm ăn làm gì có thằng nào được chết ở đây? Chứ làm gì vái đấy, vái tống làm gì? Chả là thế này. Tôi làm ăn ở đây mấy chục năm rồi. Tự dưng mấy hôm gần đây mọc ra thêm một thằng bơm vá nữa. Đây, ông nhìn này. Đấy, nhìn đi chưa? Nhìn mặt chưa? Thấy chưa? Ồ, sao nó gói cái mặt nó đẹp đẹp dai ấy nhỉ? Đẹp cái bảo hàm ấy. Đẹp cái gì? Mặt trông như chó phốc gì đẹp gì? À, không giống phốc thật. Nhìn kỹ thì giống phốc thật. Đấy. Mà thằng này like nhiều rồi, Nhưng mà làm sao? Khổ quá. Tôi đã sang nói ngọt với nó rồi. À, nói ngọt có, nói nặng có, thậm chí suýt cẳng chân hạ cẳng tay. Nhưng mà nó cứ lì ra, nó ngồi thì kia, nó không chịu đi. Tôi chả biết trông cậy vào ai cả. Chó phốc lì lắm. Đấy, thì bây giờ tôi chả biết trông. Đành phải trông chờ vào một cái thế lực siêu nhiên nào đấy thôi, biết làm thế nào. Rạch việc siêu nhiên và trả siêu nhân. Anh mà có khấn đến năm sau cũng chả có cái gì xảy ra đâu, không có gì phản ứng đáng kể. Tôi hỏi ông phải làm thế nào. Cách là có, nhưng vấn đề là ta có nghĩ được cái cách giải quyết hay không thôi. Nhưng gặp tôi là anh may mắn rồi. Không biết là... tôi là ai à? Ông là ai mà nói như đúng rồi hả? Này, sao đấy? Làm sao tôi nhớ cái chuyện thằng hôm qua hàng xóm nó kể tôi nghe vui, tôi cười. À, thế là ông nghe chuyện Tiểu Lâm từ hôm qua cho đến hôm nay ông mới cười. Vâng, cảm xúc chậm ấy mà. Thế thì tôi cũng buồn cười quá. Mình đang tưởng hai mình hâm đấy. Ừ. Thế này, xin giới thiệu nhá. Cho anh xem cái này của tôi, đây này, cầm lấy mà xem. Cái gì đây? Cái này á, cạc virus. Cạc virus à? Vâng, đây là cạc virus, là phiên âm quốc tế đấy. Huỳnh Phấn Đông. Yes, I am. Huỳnh Phấn Đông, Huỳnh Đống Phân. Phát vỡ mồm, cái mồm như cái miệng. Nhờ. Phát âm cái kiểu gì đấy? Huỳnh Phấn Đông, tiến sĩ tâm lý học. Tiến sĩ sót là chết thật thật, để đọc cho mà nghe đây này. Huỳnh Phấn Đông, chuyên gia tiến sĩ tâm lý học, nghiên cứu về tất cả những thứ linh tinh trên thế giới. Nói chung tôi là một chiêm tinh gia, một khảo cổ gia, một triết học gia, một chính trị gia, một kinh tế gia, và có cửa hàng kế bên cái hàng hải ký mì gia. Thấy chưa? Này, thế chiêm tinh học là thế nào? Không hiểu về chiêm tinh à? Không. Để giải thích cho nghe nhé. Bây giờ thử đi, đoán xem chiêm tinh nó là gì. Chiêm tinh tức là chiêm tinh tức là mình nằm chiêm bao, mình mơ nó như thật ấy. Này rồi thôi, ngắt nhá, ngắt ngay cái đoạn đấy nhá. Tao hiểu mày đang nghĩ gì trong đầu rồi. Bây giờ ngồi xuống đây là nói chuyện cho nghe, ngồi đi, cứ ngồi đi. Chiêm tinh là gì? Nói luận về cái định nghĩa của chiêm tinh. Phương Đông và phương Tây người ta đã định nghĩa như thế này. Chiêm tinh học là một bộ môn nghiên cứu về những vì sao, những chòm sao và những chòm râu ở trên trời. Không, chòm sao thôi, không có chòm râu. Là những cái chòm sao ở trên trời ta nghiên cứu để ta có thể dự đoán, tiên đoán, phỏng đoán hoặc thậm chí là võ đoán về tiền kiếp, hậu mệnh và đương thời của mỗi một con người. Ôi dồi ôi, sợ chưa? Này, thôi. Này, thôi.
Gì đấy? Gọi thì tí nó xả nó đớp chết đấy. Cái gì đớp? Con gì? Con chó nhà ông Phô này nó dữ lắm đấy, nó gọi chết. Ai xua chó bao giờ? Thế tôi đang suy nghĩ về con người của anh. Này, ông nhìn tôi ông lại ông gọi tôi là chó này à? Hả? Hãm. Chỉ có một chữ thôi, hãm. Sao là hãm? Cái gì hãm? Cái mặt. Anh là mặt thế này mà hãm? Về tướng số cái mặt này là mặt bánh bao. Bánh bao béo Phương Phi là tốt. Không, chứ. Bánh bao này là bánh bao không trứng. Ăn không ngon và rất là kém chất lượng. Mà về cái mặt này nó ứng với cái chòm sao gì? Theo Đông Phương học thì anh ứng với cái chòm sao đấy là sao nhân mã. Mà nhân là gì? Nhân là người, mã là ngựa, 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 người. Mà cái phần ngựa nhiều hơn phần người, nói chung là dáng người mà mặt ngựa. À, tức là bánh bao nhân thịt ngựa. Không, không có nhân thịt và chả có nhân gì. À. Nói chung là mặt hầu ấy, nó là bánh thôi. Mặt này mặt ngựa. Đấy, mặt ngựa. Mà nếu về cái nghiên cứu từ chiêm tinh của phương Tây thì anh ứng cho cái chòm sao thái tử gà. Thái tử gà là gì không? Tức là con gà nó làm thái tử gì? Đấy nó là chỉ là thế thôi. Là con gà? Là con gà. Mà gà là gì? Gà nó là H1N1. Nó là thuộc về gia cầm. Hiểu chưa? Thì nói chung tóm lại gia súc mà gà nó là gia cầm. Như vậy là cái mặt của anh nó là một cái kết tinh, một cái thành tiệu giữa gia súc và gia cầm. Cô bảo tôi là thân thì thân người nhưng mặt thì mặt ngựa. Đấy. Thế lại có cả gà đấy thì cái đấy. Gì là cái gì là của gà? Cái gì nó di gì tôi không biết, nhưng mà vào chi tiết thì tôi cũng chả biết gì. Nói chung là có cái của một con gà. À. Nói chung là sao xấu lắm, hãm lắm. Này, mặt ngựa. Mặt ngựa thì cũng một vợ hai con dài đấy nhá. Bây giờ tôi phán nhá. Nào nói thử mà. Ông là nhìn được biết gia cảnh thế nào rồi. Gia cảnh làm sao? Một vợ, hai con trai, đứa lớn, đứa nhỏ, đứa cao, đứa thấp. Và vợ nhìn lúc trẻ, lúc già đúng không? Biết ngay mà. Cái đấy người ta vừa mới nói xong thì làm gì ông chả biết. À thế à? Nói cái này chính xác luôn này. Trước cửa nhà có một gốc cây thật to mà không để lại bóng mát, mà chuyên trị là coi như là cho hàng xóm dắt chó ra vệ sinh đúng không? Đúng rồi. Này, ông đoán chuẩn quá. Gấp sáng nào cũng phải ra dọn một số là Huỳnh Phấn Đông đấy. Ơ, mày tụt tát cho vỡ mồm ấy. Dọn một số Huỳnh Đống Phân à, và cái gì? Chó nó đi bậy ở đấy. Thế nào cái mồm như cái miệng, sáng nào cũng phải đuổi mà nó toàn lén lút nó ra thôi. Tên tuổi mình mà nó cứ đưa vào trong toàn là cái vật chất gì đó không? Đấy, ra đây này thấy chưa, kế đô này, thái bạch này. Đúng rồi. La hầu này, la hối này. À không, cái đấy là nhạc sĩ, quên. À đấy, rồi. Nói chung là nhiều sao lắm nhưng mà thôi chết rồi, tôi nhìn thế này tôi bấm anh là cái sao thôi chết rồi, hãm rồi, người ơi là người. Sao thế? Rồi ôi đi về đâu hỡi em trò tầm hồn. Đừng hát thôi. Nữa đang sốt ruột đây. À bây giờ thế này đi về đâu đi em. Anh là cái sao xấu lắm. Anh năm nay là anh thuộc về cái sao là cái sao mà nó ảnh hưởng hao và nó chịu nhiệt của cái sao tiểu hao. Thế là nhìn hao hao là biết trong năm nay anh phải tiêu hao. Mà cái thằng kia nó lại là cái sao mà sao đào hoa mà cái cung thiên hy. Úi dồi, năm nay là vận nó lên phất rồi, anh là chết. Chỉ có chết bị thương. Thế rồi, thế nhưng mà này, thế chẳng nghĩa là tôi thua nó à? Phải chắc chắn gì chứ? Không, không còn cách. Thế nhưng mà sẽ suy nghĩ, suy nghĩ. Có ạ. Có chẳng? Có ạ, có ạ. Thế mà cái này là ban sau. Sau sẽ là một cái ngày rất là tốt, là vì anh sẽ là cái sao gọi là sao thiên phúc. Mà thằng kia tự dưng là cái sao tuần triệt. Chiếu vào ngay nó là đúng một tuần là nó triệt tiêu ngay. Như vậy đợi 3 năm. Điên. Mẹ, tôi không có khách 3 ngày tôi đã chết đói rồi, lại còn chờ 3 năm sau, lại chờ một tuần sau nó mới chết nữa. Thì cái gì nó không phải có quá trình. Bây giờ thế là thôi. Bây giờ muốn gì? Thôi tóm lại là bây giờ thầy. À đốc xem có cách nào. Có cách nào mà nó nhanh. Nhanh, tốn kém bao nhiêu cũng được nhá. Ngay à? Ngay, luôn một ngày. Chắc chắn. Xác định, không hối hận. Rồi xong. Có cách ngay. Này. Đi đâu ấy? Sang đập cho nó một phát là chết ngay, đi ngay, ông bà có lôi về không về được. Giời ơi. Vẫn. Cái tưởng ông nghĩ ra cách gì thì cách đấy tôi làm được. Chỉ có cách đấy là nhanh nhất là cho nó đi không hề? Không được.
sang đấy đánh lộn nhau bên đấy thì trên phường người ta xuống thì đuổi cả ai. Lạng nào, lạng nào. Từ từ nhá. Có. Bây giờ có một cách nhưng mà hơi tốn kém đấy. Tốn kém khoảng bao nhiêu? À, cái này thì nó phải là triệu đấy. Tiền triệu đấy. Triệu cơ? Triệu. Một ngày tôi làm bục mặt ra được có 50 bạc, 1 triệu để mà chết à? Thì nói thế thôi không được, tôi đợi 3 năm cơ. Triệu, triệu gì? Triệu nhá. Nhưng mà này, cho tôi giả góp được không? Tôi không góp nữa. Ôi mẹ ơi, gì đấy? Lông à? Dâu. Trời ơi, đang tỉa dâu à? Này này này. Hả? Vá xăm hả? Vá gì? Có đi xe đâu mà vá. Có laptop để vá không? Em thấy bác nhìn mặc phúc hậu, khách bộ hành đi định tâm sự tí thôi. Ui, ngồi viêu mõn từ sáng rồi. Ngồi chung anh nhá. May quá, ngồi, ngồi. Ôi trời ơi, vì thấy tự dưng có cảm tình ấy. Không biết sao thì sang nhìn mặt bác cảm giác như là... là thương lắm cơ. Ui, thương lắm ấy bác, nhìn mặt cứ như là thầy em ấy. Ui, thương, thương lắm, ui, thương lắm ấy. Quá thân thiện. Thân thiện, rất là thân thiện. Nhưng mà hỏi nhá, sao thương thế? Sao thương gì? Chấn thương đầu à? Không. Thế sao mà bó giò đấy? Giờ rét, giờ rét. À rét mà gói kỹ thế à? Rất là Hàn Quốc, rất là mốt nhá. Thế à? Nhưng mà không được bác ơi. Gói như thế là chết. Sao gói thế chết? Gói sai phong thủy rồi. Gói sai phong thủy? Không được. Nhưng đúng ra đấy, gói đúng phong thủy đấy là giống như đàn ông ở bên Afghanistan. Afghanistan. Gói là phải thế này này. Ôi thế à? Thế gói như thế mà là đúng phong thủy. Nhưng mà không nhìn thấy cái gì? Đời cần gần cần chó thì nhìn. Không cần nhìn gì mới là đời. Ôi thế à? Thế thấy rõ không phải là đời. Gói mà chừa ra thế này, mặt ngắn mà chán bồ, lại còn chừa ra một chõm long như này. Ôi dồi ôi, cái hậu không tốt, không có hậu. Cái này là từ phá sản đến triệt sản. Ôi dồi ôi. Thế gói sai phong thủy. Thế thầy là thầy phong thủy à? Không. Hả? Mình không phải là thầy, mình có nghiên cứu thôi, mình họ Phong tên Thủy. Ôi trời ơi, thế may quá em gặp được anh thầy Thủy đây rồi. Dạ thế. Bây giờ nghe nói nhá. Biết tại sao mình biết bạn không có khách không? Không. Đây này. Mình xét về phong thủy, về cái khoa học ấy mà. Vâng. Gọi là cái trên thiên văn mà dưới địa lý đấy. Vâng. Phong thủy người ta tối kỵ ba điều. Ba điều gì ạ? Ba điều gì ạ? Thứ nhất nhá. Là kỵ ngay ngã ba. Cái ngã ba này ạ? Mà dựng hàng ngay ngã ba là chết rồi. Vâng. Cái thứ hai là cấm gần trụ điện. À đúng rồi. Cái thứ ba vâng. Là không được trên nắp cống. À đây ạ. Ui giời ơi, mà bạn hội tụ được ba điều. Ui giời, bạn rất có điều kiện để phá sản. Ui giời ơi, anh thầy Thủy nói quá đúng ạ. Anh thầy Thủy ngồi đây. Ngồi xuống. Thật sự là em đã gặp được anh thầy Thủy rồi. Em quá là may mắn. May. Em mới dọn hàng về đây. Duyên ấy. Vâng vâng. Thế mà cái thằng ở bên kia nó chuyên sang, nó dở thói côn đồ. Nó gây sự với em. Mấy lần nó định đánh em, nó đuổi em đi. Ui dồi. Nhưng mà em cứ quyết tâm để em đóng đồ ở đây để đúng cho nó bao tức. Đúng. Đấy. Tiếp xúc thằng kia rồi. Vâng. Mất dạy lắm. Quá mất dạy. Thằng ấy mất dạy vô cùng. Vâng. Thằng ấy rất là mất dạy. Vâng. Bây giờ này. Vâng. Muốn gì? Nói đi, tôi chỉ cách cho. Bây giờ thế này. Em muốn là em muốn triệt luôn cái thằng kia. Ui dồi. Triệt ui nó luôn. Không. Sao chứ không? Đừng nói thế. Sao? Sợ cái gì mà triệt lắm. Triệt người ta là ác, không làm được. Ui dồi ôi. Nhưng mà không triệt nó triệt mình, thôi cứ triệt nó đi nha. Vâng. Triệt thôi, phải triệt. Được. Cách là thế này. Đấy, cách hay chưa? Quá hay, đúng thầy. Thầy mà. Thầy tuyệt vời, thầy thật tuyệt vời. Cái gì nó cũng phải là cách nhỉ? À vâng. Cái gì nó cũng có cách giải quyết vâng. của nó. Thế bây giờ là phí hết bao nhiêu ạ? À phí à? Vâng. Không được nói cái từ phí ở đây. Thế nói nào? Cái này là đúng. Mình phải dùng cái từ là đủ. Đủ hoang phí gì đâu. À thế để đủ là bao nhiêu ạ? À cái đủ nó là nếu một thằng này nó đi xa thì phải là triệu. Đi xa 1 triệu? 1 triệu ấy. Thế thì em sẽ đưa cho anh thầy 2 triệu để cho thằng này nó đi vĩnh viễn luôn. Ôi ôi. Đây. Tôi vá ép bơm hơi mà có 2 triệu á. Bố mẹ làm kế sinh nhai. Thương thế, thương ơi là thương ấy. Cảm ơn thầy. Ôi. Gì đây?
thằng lừa đảo. Đâu tiền đây, đưa tiền đây. Thằng Đống Phân, Đống Phân. Này, nói cho cẩn thận, Huỳnh Phấn Đông. Giờ này mà còn phấn với son cái gì? Mà có đưa tiền không? Tiền, trả lại tiền đây. Từ từ. Nhanh lên, không từ từ thế. Đây để trả cho nó trước cái này. Từ từ đi. Tiền của tao đâu? Thì bác là bao nhiêu? 201 hả? Muốn 201 không? Thì 301 thì có từ từ. Nhanh lên. Chỉ mà từ từ thì 301. Con xin lại cái cặp virus đi tác nghiệp. À, lại còn tác nghiệp thì lừa đảo người khác à? Ôi giời ơi, bác ơi. Có chuyện gì đấy bác? Có chuyện gì? Hả? Úi giời ơi. Cầm cái đậy lên Đống Phân này nữa. Úi giời. Kinh quá. À, có chuyện gì đấy bác? Lừa đảo. Thế lại lừa đảo? Lừa bác cái gì? Nó bảo là nó là nhà chiêm tinh học với lại cả cái gì học đấy đúng không? Tí nữa thì mất với nó là 301. 301 à? Úi giời ơi, may cho em thế, suýt nữa em cũng mất 2 triệu nó đấy. Thôi, con của nào may đấy bác ạ. May cái gì? Trung quy tại mày. Tại em. Thì tao đang làm ăn yên ổn đây bao nhiêu năm rồi, tự dưng mày đâu mày đến đây mày án ngữ, mày cướp miếng cơm manh áo của tao. Đầu phố rộng rãi cái tại sao mày không ngồi? Mà bác buồn cười, ngay từ đầu em đến bác dở thói côn đồ, mấy lần bác cứ chửi em mầm ấy. Sau này may mà em còn có võ đấy, không bác đập em chết rồi. Thôi được rồi, biệt tôi thỏa thuận thế này nhá. Vâng. Ông chịu khó ra đầu phố cái ngồi đấy, chỗ gốc cây xấu cái kìa. Cho nó cách xa nhau ra. Để tôi làm ăn, tôi mà làm ăn được nhá, đông khách. Tôi lại giới thiệu cho ông. Ông mà làm không hết việc, ông lại giới thiệu cho tôi. Anh em mình làm ăn lao động chân tay để kiếm tiền. Mình phải buôn có bạn bán có phường, phối kết hợp với nhau chứ. Tranh cướp nhau làm cái gì đúng không? Đấy, ngay từ đầu bác nói thế có phải không có chuyện gì không? Em này em cú bác là bác chửi em, bác dở thói côn đồ. Cho nên là em cứ cố thủ ở đây để em trêu người bác, em có vấn đề gì đâu. Thôi được rồi, coi như là tôi xin lỗi nhá. Vâng, đấy. Thôi bây giờ nhá, xong em sẽ dọn đồ. Thì chúc bác là luôn luôn mạnh khỏe. Đấy, phát tài phát lộc và đắt hàng. Thế em bắt tay bác ạ. Ừ, được nhá. Tạm kết.